À, sáng nay đó mình đi xem cảnh mặt trời mọc, tại vì mình đi Hiệp Vệ Hướng Đông. Thì hy vọng là có những cái cảnh đẹp để cho các bạn xem nha. Holy cow. Chỉ cần một tấm giấy tờ thôi mà cũng quên. Ngày tháng nào ta ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi rơi đây, từng con tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Đợi tí xíu, đợi tí xíu. Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết cuộc sống buồn tên? Hey buddy, how are you? You have a new student today? Yes, I am Nick. He's the new supervisor. New supervisor with the boss. Yeah, and this will be my last day. Well, I've been training him for a couple of days. Okay, so go in another place. No, I gotta stay home for my mom now. She's not home. So. Oh, I see. Okay, here is okay. Don't know when I'll be back to work. So we'll wait till my sister retires and she's going to stay with us. Yeah. And then I'll go back to work. But I have no idea where I'm going to go. Oh, I see. Maybe I'll do that. Who knows? Someone's got to stay home for my mom. Oh, at least you still have the mom, still live there. My mom passed away a few years ago. So, at least,
you have a herd there? My mother's, it's not favored, so it's just that she hurt herself. She fell down two steps in the patio stair. So she's 83, so it's taking a, mobility is really the issue. Mm-hmm. She's capable of doing everything else, but so we have to see how things go. Yeah, you know, at least, you know, you still have your mom to take care of. Yeah. If no, you know, if you don't take care of her now, you will regret later. Yes. You will miss her a lot, and you feel guilty for it. You know, that's happened in human beings, though. Yeah. I remember, she took care of me, so, and my dad as well. So yeah. My turn now. Yeah, you have to pay it back, you know. You're a nice person. You're, you know, good sir. Yeah. So I wish you all the best in your life, and I hope I'm still around here to wait for you to come back. Yeah. How about that? Who knows? I was telling Gagandi, stranger things can happen. I might be back maybe 2 years from now. Hi, how are you? I'm fine. This is Cam. He's a regular driver. For 30 years, I'm back for here. A lot of people come and go. Yeah. I'm still around. So, where's Jenny? Oh, she's working for the alarm systems company now. She tried to make more money, same Derek? Yeah, I think she will. Well, her situation is different. Derek is now a field technician. Yeah. She's basically going to be working in the office area. Okay. I'm not sure what she's doing. Scheduling or something like that, or dispatch. I'm not sure. Mm-hmm. But, yeah. It's called planner. Yeah, it's, you know, for exactly a planner, you know, for the people to go. At least she got a better job. Yeah, I think it's a few dollars more. Mm-hmm. She's around here too. I heard that she is in Brandon. No, alarm systems. They're in the same area, so she's up around the north part. Okay. You might see it if we're going that way. Okay, when I see her, just blow the horn, you know. Yeah. Bim, bim, bim. We're still bugging her, asking her a few questions. What do we do with this and that? Oh, I see. I know more than the other guards, but I don't know every detail that the supervisors need. Oh, I see. Don't need to know more. You know, it just relax a little bit. Jen had to learn a lot of it on her own too, because she had very little help when she came. Okay. Derek pretty much took off. I wish you all the best, you and thank you. You know. Take care of yourself, take care of your mom. Okay? Hopefully one day I can go fishing with you. It might happen, you never know if I'm back. Yeah. You live in Tweed, right? In Tweed? Goldberg. Oh, I remember. Okay, I'll be right back. Yeah. Hey. Hey, come and go. Come and go. Hôm nay mình ở đây, tụi nó sống, tụi nó cái nhảy việc. Ở chỗ nào nhận mà tiền cao hơn chút xíu thì nó nhảy, không đứa nào làm lâu, không đứa nào ngồi đâu lâu chỗ. You know, last and around this month, no, September, I moved to Quincy West. So not far away from you, Corbett, right? Okay, hope to see you around. When I see you, I'll blow the horn. Come and go.
tụi nó làm, tụi nó tìm được việc cao hơn chút xíu, nghỉ tìm không đứa nào làm lâu, không đứa nào làm lâu một chỗ nào hết. Có mình tôi thì cũng nó đổi job luôn, đổi nghề luôn, là tại vì cái job nó giống giống đó nha. Thì nghỉ để take care, lo cho bà mẹ 83 tuổi ở đây, tụi Tây ở đây nó có nhiều đứa nó rất là tình cảm, rất là có hiếu hiếu chứ lắm, nó không nghĩ chuyện. Nhưng mà ngược lại thì nó nghĩ để nuôi một người già như vậy đó thì nó cũng được hưởng tiền giống như tiền tôi nói là welfare đó, nhưng mà nó welfare tôi còn nhớ nữa, nó là tiền xã hội, trợ cấp xã hội. Thì trong trường hợp nuôi một người như thế đó thì ở nhà nuôi bà già như vậy thì bà già được lãnh tiền riêng của bà già, thì cũng tám mấy tuổi thì cũng ngàn mấy, ngàn sáu, ngàn khoảng 1.600 đồng là tại cho thêm cái tiền dịch chuyển. Nó nhà nó cũng ăn được 1.100 khoảng đó một tháng để nuôi một người vậy rồi, mà nó không cần phải bắt nó đi tìm việc gì hết, tình nào mà tình nguyện trở lại làm việc thì trở lại làm việc. Thì đó là một phần, cũng là một phần tốt của Canada. Thì phần tốt của Canada như vậy đó thì nhiều khi mấy người đi làm họ đóng thế rồi họ cũng phàn nàn sao tôi làm tôi đóng thế nhiều quá, tôi đóng này đóng tiền kia, mấy người đó không đi làm mà cũng được hưởng, cũng được sống. Thì cái hạnh phúc nó ở chỗ đó là cái sự bình an, cái ấm no của một đời người nó nằm ở chỗ đó. Khi anh làm như tôi làm thì cực khổ đóng tiền thuế, dạ, nhưng mà khi mà tôi bệnh, tôi đau, tôi ốm thì tôi biết là tôi có đủ tiền để tôi sống. Thì cuộc sống nó là như vậy, thì nó thêm được là ở đây đó. Rồi còn nếu mà một người mà nghĩ tôi sống như vậy thì tôi lãnh tiền như vậy thì tôi sẽ làm giàu, không, Canada làm giàu rất là khó, khó hơn là trúng số nữa, trúng số độc đắc nữa. Vì thế mà khi mà nghèo mà đói đó thì lại còn khó hơn là trúng số độc đắc. Với cái nghề mà thật sự security, tức là cái nghề bảo an ở đây ấy, thì rất dễ tìm việc, nhưng mà không lương không có cao. Nhưng mà có nhiều nơi nó làm rất là nhiều giờ cũng tốt lắm. Rất là nhiều giờ thì được tiền phụ trội không. Rồi nó Ấn Độ thì đi làm 2-3 công việc. Nó hiện tại là ở Bellevue này thì là Ấn Độ đầy giải hết, nó giống như ở trên Toronto vậy, tức là những cái thành phố nhỏ là đều có Ấn Độ đến hết. Là tụi nó cũng ăn học dữ lắm à, tụi nó tại vì trình độ đại học của tụi nó ở bên đây công nhận, là tại tiếng Anh, học bằng tiếng Anh không à. Vì thế mà nó sang đây nó phát triển mạnh hơn là người Tàu nhiều lắm. Người Tàu sang đây thì chỉ có làm nhà hàng với bận thôi, trình độ ăn học thì cũng không có bao nhiêu. Và nó ăn học của nó như vậy thì trở ra nó làm việc như bà an như thế này đó, security thế này là cũng là ép bức nó lắm đó, chứ không phải không đâu. Mới tao học ra trường ở bên nước tao mà tao qua đây ở bên kia tao làm có nhiều tiền lắm, mà qua đây tao làm bảo an, tao làm bảo an như thế này. Thì cái bảo an hiện tại thì cái ngành đó thì thật sự ở đâu nó cũng cần, nhưng mà
lương thì nó chỉ trả lương tối thiểu thôi, không có cao. Rồi nhiều hãng thì lại không cần nữa, hãng lớn nó làm hàng rào xong xuôi đàng hoàng, nó không cần nữa, vấn đề mở cửa này kia nọ lên xuống đó là tự động hết, giống như tôi vô cái cảng vậy. Rồi nó chỉ có một công ty nó cung cấp cho, phục vụ cho trăm hàng ngàn công ty khác về để mở cửa thôi, thì nó chỉ thuê một cái văn phòng lớn lớn vậy, nó cho chừng 20 người ngồi đó ngồi xem cái chỗ này đến chỗ kia ra vậy này. Thì nó chỉ nhìn cái máy chụp hình á, nó nhìn ở trên khung ảnh á, thì nó chỉ bấm số vô xe, số xe như số xe đó là gì thôi, rồi nó vô lúc đó nó ra lúc đó chỉ là gì, thì cứ click nó vô thôi. Mà một công ty nhà cung cấp cho cả ngàn, một công ty bảo an mà cung cấp phục vụ cho cả ngàn cái hãng xưởng khác mà trên toàn khắp Mỹ và Canada, vì nó cung cấp, nó liên kết với wifi ấy. Nó làm vậy thôi. Rồi hôm nay cũng nóng à, qua kia nóng lên 37 độ, nổ bánh xe hai lần. Bên này tụi nó ăn học ra cũng không tìm được, hiếm lắm, hiếm có như đứa nào tìm được đúng cái nghề của nó ăn học lắm. Rồi nó cũng ra cũng làm chuyện tầm bậy tầm bại đó, rồi từ từ nó tìm lại được cái chức nào cao hơn chút xíu. Nó làm tốt thì làm luôn, còn không thì nó tìm việc khác. Nhưng hết ra thì nó cũng có cái trình độ chút xíu, thì cứ tìm cái công việc cao cao chút xíu. Còn thấp thì ở dưới này cứ lo tìm những cái này thôi, mất tiệm gì này qua đây mà không lên được. Còn ở trên thì nó nằm ở trên rồi nè, nó tìm lên trên nữa, hoặc nó không chịu xuống đâu, nó lên. Công việc nhà nhà chút xíu, quan trọng chút xíu thì làm chuyện tiện hơn chút xíu. Bên cạnh đó, tụi nó tại sao học ra trường, tụi nó có nhiều đứa có việc tốt là tại cha mẹ nó đã đang làm việc đó, thì thấy mà tụi nó học ra rồi tiếp tục theo con đường ông già nó dẫn vô hãng vô làm. Ví dụ như ông già nó làm ngân hàng thì nó học xong xuôi rồi nó ra anh cũng làm xếp sinh ở trong ngân hàng đó. Nó vậy đó, đánh cần bằng cấp thôi, là còn vấn đề quan hệ thì đã có rồi. Sáng nhịp hôm nay mình có gặp người quen như vậy, nói về vấn đề mà quan hệ gia đình, phải bỏ việc rồi về nhà để chăm sóc bà già 83 tuổi để chờ người chị về hưu. Thì có thể người chị hiện tại cũng khoảng 62 tuổi, 63 tuổi thì cũng có công ăn việc làm tốt, thí dụ như vậy đó, thì không muốn về hưu sớm. Thì cái người trẻ này phải nghỉ ở nhà để chăm sóc cho bà mẹ 83. Thì cái vấn đề
một cuộc sống của một 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 con người thì nó giống như mặt trời mọc rồi nó sẽ lặn, thì một người sinh trưởng lớn lên rồi nó sẽ chết xuống. Thì cái vấn đề mà tôn giáo và cái dân tộc nó rất quan trọng trên vấn đề này, thì tôi thấy hầu hết những người Ấn Độ mà tôi quen biết thì không có một người già nào vào dưỡng lão hết. Là vì khi mà họ tập trung một gia đình như thế đó thì họ mua nhà rất là lớn từ Ấn Độ sang, đất đai ở bển họ bán rồi họ đem sang đây họ mua nhà rất là lớn. Thì rất là lớn như vậy đó, thì họ ở trong một cái nhà như vậy thì có khoảng 4 gia đình, 2, 3, 4 gia đình chứ không phải một mình. Đó, như thế mà con cái của họ ăn học ở những trường giàu không, là tại vì khu nhà lớn đó là khu nhà giàu thì trường học nó cũng khác đi nhiều lắm. Thì người có tiền với người không có tiền thì nó nằm ở chỗ đó. Nhưng Ấn Độ nó cũng không có tiền, nhưng mà ba bốn người nhập lại thì trở thành có tiền. Nói như thế mà họ sống được. Và cái người cha trong gia đình là người nắm tiền hoàn toàn. Đó, mặc dù những đứa con nó lớn lên 40 mấy 50 tuổi, có con rồi đi làm ăn cái nọ, mà mỗi lần mà tôi mua bán chuyện xe với một vài người như vậy đó thì nó ok, xong rồi mày cái giá đó mày chịu thì tao cũng chịu đó, nhưng mà tao phải hỏi ba tao một cái một 40 50 tuổi đó. Thì các bạn thấy là có vấn đề mà đi đến cái vấn đề mà người sống ở Canada này thì về dưới quê đó, mà dân da trắng ở dưới quê Canada thật sự đó thì họ cũng không muốn đưa bà mẹ vô dưỡng lão đâu. Nó thật sự nó là như vậy, là vì họ có sự tài trợ của nhà nước rồi, cái chi tiêu trong gia đình cũng đủ sống, một người nghỉ ở nhà để mà lo cho bà mẹ như vậy thì hai người đều có cái tiền thu nhập hết, thì nhà đã có từ lâu rồi. Thì thế mà nếu mà không có nhà từ lâu đi nữa, họ cũng ở trong cái apartment thì cũng dư sức để trả tiền cuộc sống hàng ngày như vậy, để dòm ngó bà già cha mẹ đó. Thì nhưng bên cạnh đó thì người Việt Nam mình không được như vậy, rồi sống chung với bà già, sống chung với bà mẹ, giống như gia đình tôi thôi, là lúc mà má tôi mới đem sang Canada sang đó, thì lại giành giật để mà giữ con. Ai bảo lãnh tao không cần biết, về giữ con cho tao là được rồi đó. Rồi xong xuôi rồi tới ngày mà má tôi gần chết đó, thì không giữ con được đó, thì không muốn giữ trong nhà, rồi lại không muốn đưa ra dưỡng lão, tại đưa ra dưỡng lão thì phải bù thêm tiền. Đó, thật sự nó là như vậy, từ 500 cho tới 1.000 đô thì ở tính bang tôi. Thì thế mà hàng ngày thì má tôi sang, thí dụ như người Việt Nam mình đều có nhận được tiền hết của nhà nước, thì khoảng dưới 65 tuổi thì được 900 mấy gì đó, rồi trên 65 tuổi thì được khoảng 2.300 lúc đó. Thì cái tiền mà lấy tiền nhận tiền nhà của một người già như thế đó thì con cái nó cũng nhận vô, nó cũng lấy tiền, là khoảng 350 tới 400 đô vừa ăn vừa ở, nhưng mà phải giữ con cho tôi già, chứ còn không tôi sẽ lấy hết số tiền đó đó. Nó thì dư ra thì ai giữ, là tại vì thật sự cái người ăn trợ cấp xã hội đây thì số tiền ở trong ngân hàng không quá 1.000 đô thôi. Nó thì thế mà nếu có hơn nữa thì trả cái bảo hiểm, cái trợ cấp xã hội nó sẽ cắt, nó sẽ không cung cấp, nó kêu ăn cho hết đi rồi nó cấp tiếp. Nó như thế mà phải chuyển tiền hàng tháng vậy đó. Thì những đứa con gái nó chuyển qua bên ngân hàng của nó giữ, tao giữ dùm cho nó, thì lúc mà già đó thì lại không muốn trả lại. Đây là vấn đề đó. Thì tôi chỉ nói sơ cho thấy là cái tình trạng của người Việt Nam bị nhiều lắm. Như thế kết cuộc là những người già từ Việt Nam sang đây, rồi khi mà trước khi chết thì về Việt Nam chết, là lý do đó. Rồi bên cạnh thì người Việt Nam đó, bên Việt Nam đó thì hàng năm thì bà mẹ tôi thí dụ như về Việt Nam chơi thì thấy có tiền về hưu, không phải có tiền trợ cấp xã hội cái nọ, thì rất là ưu đãi.
rồi nghĩ là khi mà má tôi về Việt Nam thì vẫn còn số tiền đó. Nó thì thế mà hàng ngày mày ở với cái con nhỏ đó thì bây giờ mày ở bà già về Việt Nam ở với tao rồi tao cũng nhận được số tiền đó. Thì cái vấn đề nó đó là như vậy. Vì thế mà hỏi mình có nói chuyện đi bao lâu đi nữa, bao nhiêu đi nữa họ cũng không muốn nghe và cũng không muốn hiểu. Đó thì vấn đề là tôi thực sự là tôi chỉ nhìn người này, tôi nhìn người kia, tôi nhìn gia đình này, tôi nhìn gia đình kia, rồi tôi nhìn lại gia đình tôi thì nó là như vậy đó. Vì thế mà cái vấn đề mà cái tôn giáo, cái tập tục của một cái người Việt, một giống dân á, nó khác nhau dữ lắm. Rồi cái người Việt Nam mình thực sự là chú trọng ở đồng tiền nhiều hơn là tình, tiền nhiều hơn là tình đó. Thì bất cứ một cái chuyện gì cũng vậy, họ chỉ nghĩ về tiền 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 tiền. Thì cái lúc mà tôi về Việt Nam thì tôi thấy tôi cũng thông cảm cho là tại Việt Nam nó không có một cái trợ cấp nào xã hội để cho một người già sống hết. Rồi bên cạnh đó thì giàu thì không ra giàu mà nghèo cũng không ra nghèo. Rồi sợ là khi già đó rồi không đủ tiền để sống, rồi con nó đuổi ra đường. Đó có là những hình thức như vậy. Vì thế mà họ sợ rồi họ cứ nghĩ họ cứ ôm đồng tiền, rồi họ cứ nghĩ họ vơ vét được đồng tiền thì họ cứ vơ vét thôi. Vì thế mà vấn đề mà đi đến những cái tình trạng ở Việt Nam, đi tới đâu mình cũng thấy là những cái sự lường gạt hết. Nó thì tôi nói ra thì tôi hơi đụng chạm chút xíu, thì thật sự nó là như vậy. Các bạn nhìn thấy ở ngoài đường như vậy, nếu mà đi mà nói chuyện vài ba câu, người ta đang ngồi uống rượu đó mà ngồi xìa vô ngồi nói chuyện vài ba câu, uống rượu uống xỉn mà không trả tiền thì sướng quá, thì ai cũng đều làm điều này hết. Nó rồi vấn đề thì cái vấn đề nó đưa đến một cái xã hội hình như nó hỗn loạn. Nói về vấn đề đời sống gia đình mà một người già cả lớn lên rồi một quan hệ xã hội bên ngoài, thì ở trong gia đình đã bị ruồng bỏ rồi, đưa ra ngoài xã hội thì cũng không ai giúp đỡ hết. Thì thế mà có vấn đề nằm đường, khi già rồi nằm đường, rồi thí dụ như có thể chết đi rồi như thế nào đó. Thì thật sự nghĩ đến điều này thì sợ lắm. Thì riêng gia đình người dì của tôi thì cũng thảy cho cái giường đó rồi rồi bị liệt đó, thì đĩa đá gì đó cũng cũng phải lăn xuống đất mà tự làm hết. Thì cái cảnh đó thì bên đây nếu mà như vậy đó thì bị cảnh sát nó sẽ vào. Là thật sự là người lớn tuổi ở đây đó là bác sĩ mà không thấy đi đến đến khám bệnh đó, là đã có liên lạc với cảnh sát để đến đến nhà để tìm xem coi người đó lý do gì không đi bác sĩ. Rồi khi đi bác sĩ đó thì bác sĩ lại cấp thuốc thì chuyển qua nhà thuốc Tây, thì nhà thuốc Tây sẽ hàng tuần gì đó sẽ đem đến nhà cho cái người đó sống một mình á, không muốn đi 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 sống ở đâu hết, là tại nhà của mình, chồng chết rồi thì đã được hết nợ nhà thì tiếp tục muốn sống như vậy tới sống 80 mấy 90 tuổi. Thì họ không muốn vào dưỡng lão, thật sự nó là như vậy. Nó thì tiền họ thì đủ sống rồi, nó thì bên cạnh xã hội thì nó là như vậy. Nó thì cái vấn đề mà sống mà nuôi nuôi một bà mẹ trong gia đình mà nhận tiền của nhà nước như vậy mà lại bỏ bê mà để bà phải lăn lóc rồi phải tự tiêu tự hỉa đó, thì cảnh sát phải đến buộc tội là ngược đãi. Nó còn nếu mà đưa vào dưỡng lão thì thật sự có đủ 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 dụng cụ để lo hết cho những người mà bị liệt tay liệt chân đó, là họ có máy họ nâng lên rồi họ lau chùi họ tắm rửa đó, rồi bác sĩ ở trong đó có, rồi y tá trong đó có, rồi nhà thuốc Tây trong đó có. Đó nó là như vậy. Mà nếu mà có tiền thì trả thêm 800 500 ngàn đô đó thì ở được cái phòng 2 người, còn nếu còn không nữa thì ở phòng của nhà nước 4 tới 6 người, giống như tôi nằm ở bệnh viện vậy thôi, thí dụ như vậy. Thì không tốn tiền gì hết, thì tiền của nhà nước đã cấp hàng 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 tháng thì sẽ trực tiếp đưa cho cái nhà dưỡng lão đó. Thì cái vấn đề nó có một cái hơn những nước khác mà cho đến 40 năm nay đó thì tôi mới có kết luận là nó không có nước nào có như vậy hết. Nó mặc dầu họ trên cái cao quỹ Liên Hợp Quốc kia nó họ nói nước này giàu có, nước kia thiên đường, nước nọ có cuộc sống tốt nhất thế giới này kia nọ đó, thì thật sự họ chỉ không có nêu rõ về vấn đề cuộc sống của một người khi già
sống như thế nào ở nước đó. Và thí dụ như các bạn nói là Na Uy, một nước giàu có 3 triệu người gì đó, thì các bạn xem những cái phim ảnh của Na Uy thôi, những tài tử nổi tiếng của nó đều cái răng bị súng hết, răng khểnh, răng lồi, răng đủ thứ chuyện hết, cái răng mà mở cái miệng ra nói chuyện ra mình thấy sợ rồi đó. Thì hỏi cái vấn đề phục vụ y tế ở nước đó như thế nào, rồi nói tới vấn đề nhà cửa thì lại là cái tiền mà nợ vay nhà đó là tới 13% tiền lời trong mỗi một năm, trong khi những nước của Mỹ với Canada thì nó nằm ở khoảng dưới 3% một năm đó. Thì thế mà cái vấn đề mình nhìn một cái xã hội rồi quay qua quay lại rồi nói là ở đâu Hòa Lan cũng cuộc sống tốt như nọ, thì mình nhìn lại có những cái vấn đề là họ chỉ tập trung ở vấn đề nói là cái xã hội đó nó bình an.